Vừa qua, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức họp báo thường kỳ sau thời gian gián đoạn bởi nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ trả lời thấu đáo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, việc xử lý 12 dự án tồn đọng. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, 675 trên 1.216 điều kiện thuộc 27 ngành nghề trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương chiếm tỷ lệ 55,5% đã được cắt giảm. Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 3720/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2018 về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020. Theo phương án trên, Bộ Công Thương đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa và chuyển hậu kiểm 202 trên 561 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, tương đương với 36%. Như vậy, với việc cắt giảm, đơn giản hóa lần 1 tại Nghị định 08/2018/NĐ-CP là 55,5% và cộng với dự kiến cắt giảm lần 2 này thì tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương sẽ đạt 72,1%. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh cho giai đoạn 2019-2020 tập trung vào các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Về tiến độ xử lý 12 dự án kém hiệu quả của ngành công thương, ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết, sau hơn một năm triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án xử lý 12 dự án, nói chung cả 12 dự án đều có chuyển biến tích cực. Trong số 6 nhà máy thua lỗ, thời điểm này có 2 nhà máy đã có lãi. Trong đó, 8 tháng đầu năm 2018, công ty cổ phần DAP Vinachem Hải Phòng lãi 147,68 tỷ đồng, nhà máy thép Việt Trung lãi 527,2 tỷ đồng. 4 dự án còn lại trong nhóm 6 dự án trước đây có sản xuất nhưng lỗ, hiện đều có phương án tiết giảm sản xuất, tiết giảm chi phí, tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn. Đặc biệt, việc xử lý các dự án này đã bảo đảm nguyên tắc của Bộ Chính trị cũng như Chính phủ, Ban chỉ đạo đề ra là không sử dụng vốn nhà nước vào các dự án, bảo đảm dự án vận hành theo nguyên tắc thị trường, giảm nợ, thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước. Bộ Công Thương cũng đảm bảo đến năm 2020 có thể xử lý dứt điểm các dự án này.